trôi đến tim em. Nhưng hôm nay em không muốn làm quen, em chỉ muốn đắp chăn và ngon giấc sau khi hút thấm hết những bận phiền. Từng đã sống dâng níu đôi chân em, thèm được vẫy vùng thoát khỏi rộn nén. Nhân ba thấm hút để cho những tâm sự trong lòng em được tan biến. Diana Sapphire.